Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Cạnh nhà có ao hồ hay là tiểu cảnh nước thì vốn là kiến trúc mà không có xa lạ gì với cả chúng ta cả, đúng không ạ? Tuy nhiên thì ao cạnh nhà tốt hay xấu vẫn luôn là những câu hỏi mà tôi nhận được rất là nhiều. Và trong lần chia sẻ này tôi sẽ trả lời các bạn câu hỏi như trên. Ta vẫn thường nghe câu là sơn quản đinh, thủy quản tài để mà nhấn mạnh là thế núi, thế nước là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc chúng ta luận đoán phong thủy. Hay nói một cách cụ thể hơn thì sự hưng vượng và tài lộc của chủ nhân thì chúng ta sẽ cần phải dựa vào những yếu tố nước như là hình dáng, như là khoảng cách, như là cái vị trí so với cả căn nhà để chúng ta xác định. Còn về công năng, ao hồ hay tiểu cảnh nước nằm trong tổng quan của sân vườn của mỗi ngôi nhà. Nước ở trong phong thủy có ý nghĩa là nuôi dưỡng sinh mệnh và nâng cao sức sống, dẫn tài khí, cũng như là góp phần điều tiết nhiệt độ và sự hài hòa cho cảnh quan. Với một người học kiến trúc như tôi thì một thiết kế sân vườn lý tưởng rõ ràng là không thể thiếu được tiểu cảnh từ hồ nước. Về tổng thể thì quanh nhà có nước thì luôn là khuôn mẫu tụ khí tương đối là lý tưởng ở trong phong thủy. Tuy nhiên là để đánh giá ao cạnh sát nhà thì tốt hay xấu về phong thủy thì ta cần xét rất là nhiều yếu tố như là diện tích hay là khoảng cách hoặc vị trí cũng như là hình dáng của ao hồ đó khi mà chiếu vào cái vị trí mà chúng ta cần luận đoán đó. Để mà tránh những cái cục bất lợi với thế ao cạnh nhà thì ta cần phải lưu ý một vài yêu cầu của phong thủy khi mà thiết kế như sau. Đầu tiên là về phương vị thì chúng ta phải cần ưu thiên thế tiên thủy hậu sơn, nghĩa là phía trước thì có nước và phía sau thì cần phải có điểm tựa vững chắc. Từ sơn ở đây không có nghĩa là núi, mà từ sơn ở đây có nghĩa là tựa vững như núi. Do đó nên là việc bố trí hồ nước trước nhà được khuyến khích, và đặc biệt khi mà hình thành nên thế minh đường tụ thủy thì sẽ được xem là một cái trong những cái thế cát lợi cho chủ nhân. Tất nhiên nếu như mà phong thủy dễ như vậy thì ai cũng có thể học được. Đây chỉ là những kiến thức cơ bản thôi. Còn minh đường tụ thủy rồi thì nó phải tụ ở phương vị nào và hướng nhà là hướng nào thì qua đó chúng ta mới có được một cái tổng quan. Các bạn có thể thấy một cái nghịch lý là trong những cái khu đô thị mới, và đặc biệt là các bạn có thể thấy ở trên Vinhome Riverside ấy, thì những ngôi nhà trong phân khu đắt nhất luôn lại có sông ở phía sau nhà. Như tôi đã nói ở trên là minh đường tụ thủy, nghĩa là trước nhà chúng ta có nước mới là tốt, còn ở những nơi, những phân khu đắt tiền thì nước lại ở sau nhà. Vậy thì tại sao những ngôi nhà mà tôi làm ở khu vực đó vẫn có phong thủy tốt? Đây chính là một cái bí quyết của phong thủy chính phái mà tôi sẽ không tiện chia sẻ rộng rãi. Các bạn có thể cân nhắc việc đặt lịch để mà được tư vấn. Tôi sẽ nói chuyện cụ thể thêm về phần này. Quay trở lại với cả kiến thức của chúng ta. Tiếp theo chúng ta nên chú trọng vào hình dạng của ao hồ để đưa lại những cát khí. Hình dạng được cho là lý tưởng của ao hồ sẽ là những dạng hình tròn, hình bán nguyệt, hay là hình quả thận, hay là hình uốn cong, hoặc là hình bát giác. Rất là dễ tạo được tàng phong tụ khí cho chúng ta lựa chọn. Còn nếu mà nói về đại kỵ thì đại kỵ thế góc ao đao đình, và đặc biệt tránh để góc nhọn của ao mà lại hướng thẳng tới cửa chính của ngôi nhà. Đây là một thế phạm kỵ và gây hao tài tổn vượng cho chủ nhân. Chúng ta cũng cần chú trọng khoảng cách cũng như là phương vị hợp lý để mà ngăn ngừa thế phạm phản quang sát hay là huyết bồn chiếu kính, nghĩa là thế gương choi chậu máu khi mà cái ao đó ở vào một cái phương vị thoái khí mà nó lại chiếu khúc xạ lại những cái ánh nắng vào nhà chúng ta, thì đây là một trong thế đại phạm là huyết bồn chiếu kính mà tôi đã chia sẻ ở trong những cái video nói về phong thủy nhà rồi. Và để tối ưu về thiết kế cũng như là tránh thế ao tù nước đọng dễ sinh ra âm khí tiềm ẩn nhiều những cái bệnh khuẩn cho sức khỏe và tài vận của chúng ta, thì có một cái yếu tố mà các bạn đặc biệt phải lưu ý, đó là đã là nước ở trong phong thủy mà muốn tốt thì phải là thanh thủy, nghĩa là những dòng nước thanh mát, những dòng nước không bị ô nhiễm. Tất cả những cái nước dù là đặt vào phương vị tốt thế nào đi chăng nữa, dù là hình dáng nó sinh ra cát khí thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nước đó là nước tù và bẩn thì sẽ không có hiệu quả gì, mà là còn đưa ra những cái hậu quả ngược lại nữa. Và hy vọng với những thông tin chia sẻ trên thì giúp các bạn đã có được những lưu ý quan trọng về phong thủy ao cạnh nhà. Ở trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy của nhà ở. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.